10 con vật có khả năng tái sinh bộ phận cơ thể. Tái sinh là một hiện tượng xuất hiện ở nhiều loài động vật khác nhau. Đặc điểm này được cho là thể hiện mạnh mẽ nhất ở các loài lưỡng cư và cá. Không chỉ các mô được tái sinh mà chúng thậm chí còn được tái sinh theo đúng cách với một tỷ lệ chính xác đến cuối quá trình. Thậm chí không ai có thể phân biệt được một con vật đã được tái tạo các bộ phận với một con vật khỏe mạnh có hình dáng bình thường. Và dưới đây là 10 con vật có khả năng tái sinh khiến các nhà khoa học cũng phải bất ngờ. 10. Kỳ nhông nước Mexico. Là họ hàng với kỳ nhông hổ, kỳ nhông nước Mexico có cơ thể dài trên 30cm, nhưng cỡ trung bình của chúng thường chỉ khoảng từ 10 đến 15cm. Môi trường sống của chúng chủ yếu là các đáy hồ hay kênh đào sâu ở Mexico. Loài động vật này có thể tái tạo lại bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể như tai, chân, tim, tủy sống và thậm chí là cả bộ não. Tế bào miễn dịch có tên là đại thực bào chính là yếu tố quan trọng giúp chúng tái tạo lại các bộ phận cơ thể. Theo các nhà khoa học, trong hầu hết các loài động vật có vú, đại thực bào có vai trò trong việc tiêu diệt các mầm bệnh và góp phần vào quá trình phục hồi. Thế nhưng, dù khả năng đó siêu cường đến thế nào thì cũng không thể ngăn cản loài kỳ nhông này dần dần bị tuyệt chủng, mà thủ phạm không ai khác chính là con người. 9. Ốc long. Ốc long được coi như là một động vật phi thường với khả năng bất tử. Nếu sinh vật này bị mất đi phần đầu, vài ngày sau, chiếc đầu mới sẽ mọc lại như bình thường. Các chuyên gia lý giải rằng sức mạnh trẻ hóa này trên thực tế có được nhờ vào một số tế bào gốc của loài động vật này luôn ở trong trạng thái phôi thai trong suốt cuộc đời. Được biết đến như những tế bào gốc đa năng, khả năng phát triển của tế bào ốc long là không cố định, tức là nó có thể biến đổi thành vô số các loại tế bào khác nhau để thay vào những tế bào bị mất đi. Với nghiên cứu dựa trên cách tự tái tạo của loài động vật này, con người mong muốn mở khóa bí quyết bất tử cho chính mình. 8. Dung dẹp. Dung dẹp là loài động vật có khả năng tái sinh mọi bộ phận trên cơ thể chúng. Điều thú vị là càng đi sâu tìm hiểu, các nhà nghiên cứu càng khám phá ra nhiều điều bất ngờ về quá trình tự tái tạo ở loài vật tưởng chừng như đơn giản này. Vào năm 2011, các nhà nghiên cứu cấy một tế bào đặc biệt vào chú dung không ai bị mất đầu và chết. Nhưng bằng khả năng tự tái tạo, chú dung này đã sống dậy chỉ nhờ vào một tế bào trưởng thành duy nhất. Không những thế, chú dung này còn có thể khôi phục hoàn toàn trí nhớ sau khi bị mất đầu. Một giả thuyết được đưa ra là trí nhớ của chú dung có thể được lưu trữ không phải trong não mà là ở các tế bào phân bố trên khắp cơ thể. Khi đầu của chú dung mọc ra, trí nhớ cũng phục hồi trở lại như chưa bao giờ bị mất đi. 7. Sao biển. Sao biển là loài động vật sống ở tất cả các đại dương của thế giới. Loài sao biển có thể tái tạo toàn bộ cơ thể hoặc biến thành một con sao biển mới chỉ từ một phần của chân tay bị cắt đứt. Sở dĩ loài sao biển có khả năng siêu nhiên như vậy là vì nó thuộc loài động vật da gai có hệ thống thần kinh rải rác bên trong và dưới da. Một số loài sao biển có thể tự phân tách đĩa thần kinh trung tâm thành hai nửa, mỗi nửa sẽ phát triển thành một con sao biển mới. Còn một số loài sao biển khác thì cần một cánh tay và một phần nhỏ của đĩa trung tâm để tái tạo cơ thể. Loài sao biển linh kia ở vùng biển Ấn Độ và Thái Bình Dương là một bậc thầy trong việc tái tạo cơ thể. 6. Sa dòng chấm đỏ. Năm 1768, bác sĩ Lazzaro Balanzani đã nghiên cứu khả năng tái tạo đuôi, mắt và thậm chí toàn bộ chi trên cơ thể các loài sa dông. Khi một con sa dông mất một chi, các tế bào trong vùng bị tổn thương sẽ tiến hành giải biệt phân để trở lại thành các tế bào gốc. Những tế bào gốc sau đó kết thành một khối tế bào gọi là mầm bào mà từ đó chi mới sẽ mọc trở lại. Trong một nghiên cứu năm 2007 về loài sa dông chấm đỏ, nhà nghiên cứu Kuma và đồng nghiệp từ Đại học London đã chỉ ra một loại protein có tên NRA tiết ra bởi các tế bào thần kinh và da của loài sa dông là chìa khóa giúp chúng hình thành mầm bào. 5. Cá ngừ vàng. Cá ngừ vàng có tên khoa học là Danio ridio, là một giống cá nước ngọt nhỏ. Những chú cá này có khả năng đặc biệt tái tạo lại phần đuôi hay vây đã bị mất do bị tấn công hay tác động bởi yếu tố bên ngoài. Phần đuôi cá được tạo thành từ nhiều loại tế bào khác nhau, sắp xếp theo một cấu trúc vô cùng phức tạp. Chúng được ví như tai hoặc chân của con cá. Sau nhiều nghiên cứu, các chuyên gia đã phát hiện ra, sau khi bị mất đuôi, cơ thể con cá sẽ sản xuất ra một loại enzyme có tác dụng chuyển đổi tế bào sang trạng thái hoạt động, tái tạo và biến chúng về trạng thái giống tế bào gốc. Ngoài ra, cá ngừ vàng còn nổi tiếng với khả năng tái tạo da và tim. 4. Tắc kè thằn lằn. Một vài nhóm tắc kè thằn lằn có cơ chế tự đứt đuôi khi bị kẻ thù săn đuổi. Đuôi có thể tiếp tục ngoằn ngoậy sau khi phân tách để dẫn dụ sự chú ý của kẻ săn mồi, giúp loài vật này có đủ thời gian trốn thoát. Sau đó, cái đuôi ấy có thể tự mọc lại. Để có thể làm được như vậy, cơ thể của loài vật này vô cùng đặc biệt. Chúng có những khối gọi là các miếng đứt gãy, phân bổ đều đặn dọc theo đuôi con vật hoặc giữa các đốt sống. Để tự đứt đuôi, các cơ bắp riêng biệt sẽ liên lạc với các miếng đứt gãy, giúp tự bẻ gãy các đốt sống.
Sau đó, các cơ bắp sẽ dồn lại quanh các đốt sống ở đuôi để cầm máu. 3. Tôm hùm. Được gọi tên là Claudia, con tôm hùm được một người dân đưa đến trung tâm tôm hùm quốc gia ở Cornwall, nước Anh để nở trứng. Khi được mang đến trung tâm bảo tồn, con tôm hùm trong tình trạng mang trứng, thiếu một bên càng và chân do chiến đấu với những con tôm hùm khác, sức khỏe rất yếu ớt. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, con tôm hùm đã mọc lại đầy đủ các chân. Tôm hùm có khả năng tái sinh chân và càng của chúng, nhưng quá trình này sẽ diễn ra trong vài lần lột xác và nhiều năm để có được kích thước đầy đủ. Nhưng con tôm hùm này mọc lại tất cả các chi và càng của nó một cách nhanh chóng chỉ trong một lần lột xác là điều không thể nào tưởng tượng nổi. 2. Hải sam. Hải sam là một loài vật rất phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chúng có một cơ chế tự vệ khá rời rợn là dựa vào khả năng tự tái tạo của mình. Khi bị đe dọa, nó tự moi tất cả mọi cơ quan bên trong cơ thể rồi bắn ra ngoài qua hậu môn bằng cách co rút mạnh các cơ bắp. Các nội tạng này thường chứa dịch nhầy và một hóa chất khá độc được gọi là holothurin, khiến phần lớn kẻ thù của chúng phải chùn bước. Sau đó, quá trình tái tạo nội tạng sẽ bắt đầu từ bộ máy tiêu hóa, cần vài tuần để các cơ quan của hải sam có thể mọc lại hoàn chỉnh. 1. Sứa bất tử. Loài sứa bất tử này có khả năng quay ngược vòng đời của chúng từ thời kỳ trưởng thành trở lại thời kỳ sinh vật đơn bào và từ đó lại tiếp tục phát triển. Đây là trường hợp duy nhất từng được phát hiện về một sinh vật đa bào có khả năng quay ngược vòng đời khi giàu phổi sau khi đã trưởng thành về mặt tình dục. Điều này được thực hiện thông qua một quá trình phát triển tế bào mà được gọi là sự dịch chuyển tế bào. Theo đó, một dạng tế bào này có thể chuyển đổi thành dạng tế bào khác. Trong quá trình này, loài sứa bất tử sẽ được chuyển hóa thành các polyp trong nhóm các polyp mới. Về mặt lý thuyết, quá trình này diễn ra vô hạn và dẫn đến việc loài sứa này bất tử. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh được điều này. Các bạn vừa xem xong video 10 con vật có khả năng tái sinh bộ phận cơ thể. Và trong cơ thể của chúng ta thì lá gan là một bộ phận cũng có khả năng tái sinh nếu chúng ta cắt đi một phần. Nhưng trong tương lai, chúng ta hy vọng rằng các nhà khoa học sẽ đánh thức được khả năng tái sinh của nhiều bộ phận khác. Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.